Bóng tối gặp ánh sáng, bóng tối lại lan rộng, nó bao quanh và đông đúc. Không có gì thoát khỏi bóng tối. Nó có nhiều dạng, nó có thể là suy nghĩ, lựa chọn, sai lầm, ký ức và đôi khi là con người. Nó làm mờ tâm trí, nó làm tê liệt cơ thể. Tiếng nói trong tâm trí nói thật và nói dối, họ sẽ bóng tối đến một lần nữa để xâm chiếm không gian an toàn. Hạnh phúc và niềm vui dường như thật xa vời khi bóng tối xâm chiếm. Người ta nói những điều ác ý và nó để bóng tối lớn dần. Mọi thứ không diễn ra như kế hoạch và bóng tối lại len lỏi. Những ký ức ngẫu nhiên hiện lên và để bóng tối ở lại lâu hơn. Cô ấy đang ngồi trên sàn phòng ngủ của mình, nhìn chằm chằm vào bức tường, một chuyến đi khác của gia đình kết thúc trong nước mắt thay vì tiếng cười. Cô không biết tại sao mình lại tiếp tục, cô luôn biết nó sẽ kết thúc như thế nào, nhưng cô muốn tin rằng nó sẽ khác. Cô nghĩ rằng đó sẽ là một niềm vui, một kỷ niệm tuyệt vời để có được. Chuyến đi luôn khởi đầu tốt đẹp và vui vẻ, sau đó có điều gì đó xảy ra, bất đồng hoặc đánh nhau. Chiến đấu không có gì, nhưng dường như tất cả mọi thứ. Bất đồng về việc ăn gì, đi đâu hoặc làm gì để rồi lời nói ra và tình cảm bị tổn thương. Lần này cô ấy bị đổ lỗi cho việc đó, điều này không phải là mới, cô ấy đã bị đổ lỗi cho rất nhiều thứ gần đây. Cô ấy bị đổ lỗi cho cuộc ly hôn của cha mẹ cô ấy, vì anh trai cô ấy bỏ học và em gái cô ấy bỏ trốn. Vì vậy, cô chỉ ngồi trong phòng một mình nhìn chằm chằm vào bức tường trong bóng tối để nó ngấm vào cô, để nó cuốn lấy cô. Mọi thứ dường như trở nên tốt hơn để trở nên tốt hơn. Và sau đó tất cả lại đổ bể, cô ấy đã được nói với cô ấy là không mong muốn. Mẹ cô ấy nói với cô ấy rằng cô ấy không thể chịu đựng được cô ấy. Anh chị em của cô ấy nói về cô ấy, gọi tên cô ấy. Gọi cô ấy là một sai lầm và khó chịu, nói rằng cha mẹ họ không muốn cô ấy. Gia đình cô ấy làm những việc mà không có cô ấy, họ không mời cô ấy đến địa điểm. Chắc chắn là các cuộc họp mặt gia đình, nhưng không phải là các chuyến đi trong ngày hoặc các kỳ nghỉ. Họ thậm chí quên sinh nhật của cô ấy hoặc thậm chí không đề cập đến nó. Toàn bộ những thứ này làm cho bóng tối kéo đến, tất cả những thứ này làm cho bóng tối kéo dài. Cái chết của một người thân yêu là điều khó khăn đối với bất kỳ ai, nhưng đối với cô ấy, điều đó càng khiến bóng tối trở nên tối tăm hơn. Để biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, người hiểu cô ấy nhất và đã ở bên cạnh cô ấy trong suốt tất cả và người luôn gánh vác cho cô ấy. Người đã dạy cô về tình yêu và sự trưởng thành và để cô tin rằng bóng tối sẽ mờ dần, người đó đã không còn nữa. Cô lại ngồi trong phòng, cửa khóa, rèm đóng kín, và cô để bóng tối bao trùm lấy mình. Cô ấy ôm lấy nó. Cô ấy để nó đến. Cô ấy không quan tâm nếu nó đưa cô ấy đi. Cô để những ký ức cuốn trôi mình khi nước mắt tuôn rơi. Khi cô ấy bắt đầu vui vẻ hạnh phúc thì một mất mát khác lại ập đến với cô ấy. Cô ấy đã tìm được một người để yêu cô ấy, ở bên cô ấy. Họ hạnh phúc gắn bó và lên kế hoạch trước. Sau đó, cô biết được sự thật về anh ta, về ai và anh ta là gì. Anh ta là một con quái vật, một phần của bóng tối trong hình dạng con người. Anh ta chế giễu cô, nói dối cô, khiến cô tin rằng mình không đủ tốt. Sau đó anh ta sẽ làm cho nó có vẻ như mọi thứ là lỗi của cô ấy. Anh ta là một kẻ lừa đảo, lạm dụng và nói dối. Mặc dù vậy, cuối cùng cô cũng nhìn thấu nó, cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta là người như thế nào. Cô ấy bỏ anh ta, rời khỏi bóng tối của mình nhưng nó đã phá vỡ cô ấy theo một cách mới. Mọi tin tưởng và tình yêu của cô đều tan vỡ và một lần nữa bóng tối lại bủa vây cô. Bóng tối này đeo bám cô, nói với cô rằng cô không đủ tốt cho bất kỳ ai, rằng sẽ không ai có thể yêu cô, không bao giờ muốn ở bên cô. Sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra, cô tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Khi mọi thứ dường như mất kiểm soát và mất kiểm soát, cô ấy đã tìm thấy một người tốt hơn. Họ cùng nhau tạo ra ánh sáng. Lần đầu tiên cô nhận ra ánh sáng khi nhìn thấy hai vạch hồng, trong sáng là hạnh phúc. Ánh sáng chỉ dường như mỗi ngày một sáng hơn. Đúng vậy, cô ấy đã có những lúc bóng tối cố len lỏi vào lại, nhưng rồi cô ấy nhớ ra mình đang mang gì. Cô nhớ ánh sáng đang lớn dần bên trong và đẩy bóng tối ra xa. Mỗi ngày mới mang đến nhiều ánh sáng hơn, mỗi cú đá và chuyển động nhỏ khiến ánh sáng tỏa sáng hơn. Trên đường đi có một số sợ hãi, một số ngày nghi ngờ nhưng cô ấy không để bóng tối trong cô ấy không để bóng tối chiến thắng. Cô bị mất nước và phải nhanh chóng đến bệnh viện, cô sợ hãi, sợ bóng tối sẽ quay trở lại. Sợ một lần nữa phải ở một mình với bóng tối và nó sẽ lại chiếm lấy. Sau đó, cô nghe thấy một nhịp tim không phải của mình và ánh sáng lan tỏa khắp cô và xung quanh cô. Mang lại cho cô hy vọng và mục đích, ánh sáng rực rỡ nhất xuất hiện sau đó khi cô nghe thấy một tiếng khóc và một đứa trẻ mới chào đời trong vòng tay cô. Đứa bé nhìn cô, đôi mắt mở to và cô biết bóng tối sẽ không còn bao lâu nữa.
Những người nghi ngờ vẫn đến, nói rằng cô ấy không thể làm điều đó một mình. Họ nói rằng cô ấy sẽ thất bại và để bóng tối quay trở lại. Cô ấy không quan tâm đến những gì họ nói vì cô ấy đã tìm thấy thứ gì đó tốt hơn và tươi sáng hơn. Cô có hy vọng và niềm vui và nó được bao bọc trong một chiếc chăn nhỏ màu hồng. Mỗi ngày ánh sáng càng ngày càng nhiều, mỗi nụ cười, tiếng cười, khoảnh khắc mới lại mang thêm ánh sáng và niềm vui vào cuộc sống của cô. Cô ấy đã... Darkness meets light. The darkness is spreading again. It is surrounding and crowding. There is no escaping the darkness. It comes in many forms. It can be thoughts, choices, mistakes, memories and sometimes people. It clouds the mind. It numbs the body. Voices in the mind saying truths and speaking lies. They will the darkness to come again to invade the safe space. Happiness and joy seem so far away when the darkness invades. People say mean things and it lets the darkness grow. Things don't go as planned and the darkness creeps back in. Random memories pop up and let the darkness stay longer. She was sitting on her bedroom floor staring blankly at the wall, another family trip ending in tears instead of laughter. She didn't know why she kept going. She always knew how it would end, but she wanted to believe it would be different. She thought it would be fun, a great memory to have. The trip always starts out fine and fun, then something happens, a disagreement or a fight. Fights over nothing, but seem like everything. Disagreements about what to eat or where to go or what do to, then words get said and feelings get hurt. She got blamed for it this time, which wasn't new. She was getting blamed for a lot of stuff lately. She was blamed for her parents' divorce, for her brother dropping out of school and her sister running away. So she just sat in her room alone staring at the wall in the darkness, letting it sink into her, letting it consume her. Things seem to get better to go better, and then it all comes crashing down again. She was told she is unwanted. Her mother told her she can't stand her. Her siblings talk about her, calling her names. Calling her a mistake and annoying, saying their parents didn't want her. Her family does things without her, they don't invite her places. Sure, family gatherings, but not day trips or vacations. They even forget her birthday or not even mention it. These entire things make the darkness come, all these things make the darkness linger. Death of a loved one is tough for anyone, but for her it makes the darkness even darker. To know she will not ever see that person again, the person who understood her most and was by her side through it all and who always took up for her. The person who taught her about love and growth and let her believe the darkness would fade, that person is gone now. She sits in her room again, door locked, curtains closed shut, and she allows the darkness to engulf her. She embraces it, she lets it come. She doesn't care if it takes her. She lets the memories wash over her as the tears flow. Just as she starts to get happy to be happy, another loss is thrust upon her. She found someone to love her, to be with her. They were happy, engaged and planning ahead. Then she learned the truth about him, about whom and what he was. He was a monster, a part of the darkness in human form. He made fun of her, told her lies, made her believe she wasn't good enough. He would then make it seem like everything was her fault. He was a cheater, abuser and liar. She finally saw through it though. Finally saw what he was. She left him, left his darkness, but it broke her in a new way. All her trust and love was broken and once again her darkness surrounded her. This darkness nagged at her, telling her she wasn't good enough for anyone, that no one would ever love her, ever want to be with her. Then something amazing happened. She found light in the darkness. When things seemed lost and out of control, she found someone better. Together they made light. She noticed the light the first time when she saw the two pink lines. Pure happiness. The light only seemed to grow brighter and brighter each day. Yes, she did have moments when the darkness tried to creep back in, but then she remembered what she was carrying. She remembered the light growing inside and pushed the darkness away. Each new day brought more light, each little kick and movement made the light shine more. Along the way there was some scares, some days of doubt, but she didn't let the darkness in, she didn't let the darkness win. She became dehydrated and had to be rushed to the hospital. She was scared, afraid the darkness would come back. Afraid to be alone again with the darkness and that it would take over again.
Then she heard a heartbeat other than her own and light spread through her and around her, giving her hope and purpose. The biggest, brightest light came later when she heard a cry and a new baby was placed in her arms. The baby looked at her, eyes wide, and she knew the darkness wouldn't stay long again. The doubters still came, said she couldn't do it on her own. They said she would fail and let the darkness back in. She didn't care what they said, for she had found something better and brighter. She had hope and joy, and it was wrapped up in a little pink blanket. Every day the light grew more and more. Each new smile, laugh, and moment brought more light and joy into her life.